Xin chào mọi người, mình là Yến Chi, rất vui được gặp lại mọi người. Sau đây là bản tin từ chúng tôi. Những siêu phẩm bàn thắng giống nhau đến khó tin. Một trong những điểm hấp dẫn của bóng đá là sự đa dạng và độc đáo của bàn thắng. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn chứng kiến những pha lập công giống nhau kỳ lạ từ cách mà các siêu cầu thủ ghi bàn cho đến cách các thủ môn bay người đỡ bóng. Trong video này, bạn sẽ thấy ngỡ ngàng bởi những pha làm bàn giống nhau của các huyền thoại bóng đá. Cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Nếu thấy video hay, đừng quên cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi. Trong cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chúng ta thường không chú ý đến. Một trong những điểm hấp dẫn của bóng đá là sự đa dạng và độc đáo của vô vàn bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn được chứng kiến những pha lập công giống nhau đến kỳ lạ. Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng chủ nhân của nó chắc chắn cũng phải há hốc mồm khi xem lại. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi xem lại những siêu phẩm bàn thắng giống nhau đến mức khó tin qua video sau đây. Mùa giải Champions League 2017-2018 đã chứng kiến hai siêu phẩm xe đạp chống ngược tuyệt đẹp được thực hiện bởi hai ngôi sao Ronaldo và Gareth Bale. Theo đó, khoảng cách đo được từ mặt đất đến điểm tiếp xúc bóng ở cả hai tình huống này đều trên 2m và các cầu thủ đã tung người ở trên không trong khoảng 0,8 giây để đưa bóng vào lưới thành công. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả đó là việc hai siêu phẩm này được thực hiện cùng ở mốc thời gian phút 63 của trận đấu, chỉ khác là bối cảnh thực hiện. Cũng là những tiền đạo, Suarez và Ibrahimovic có những nét tương đồng bởi cá tính siêu dị của mình. Dù con đường sự nghiệp của Ibra và Suarez đi theo những hướng khác nhau, nhưng khán giả cũng phải bất ngờ với những pha ghi bàn quá giống nhau của họ. Trong tình huống này, cả hai cầu thủ đều nhận bóng từ đường truyền bên cánh phải của đồng đội ở cùng một vị trí và động tác y hệt nhau trước khi tung chân phải ngoặt bóng vào lưới. Chiến thắng 4-1 trước Betis ở vòng 18 La Liga chứng kiến màn trình diễn thiên tài của Messi. Ngôi sao người Argentina đã khiến cả thế giới phải bàn tán về mình với một pha lúp bóng đẳng cấp. Tuy nhiên, Messi không phải là cầu thủ duy nhất thực hiện được siêu phẩm ở đẳng cấp cao như vậy, bởi trước đó, một siêu sao khác là Frank Lampard đã làm được điều tương tự. Trong chuyến làm khách của MU tới Celta Vigo để đá trận lượt đi bán kết Europa League năm 2017, phút 67, từ một quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm và chết về bên cánh phải, Marcus Rashford đã vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp khiến những nỗ lực của thủ thành Sergio Alvarez trở nên vô nghĩa. Tuyệt phẩm của tiền đạo trẻ người Anh khiến người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng đến pha sút phạt thành bàn của huyền thoại David Beckham cho MU năm nào. Dù được tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Martial nhanh chóng ghi được dấu ấn trong lòng các fan MU với pha solo và ghi bàn đẳng cấp giúp Quỷ Đỏ đánh bại Liverpool tại giải Premier League 2014-2015. Tuyệt phẩm của Martial làm nhiều người liên tưởng đến Henry, cầu thủ thường xuyên có những pha solo qua 2 đến 3 cầu thủ và hạ gục thủ môn bằng một cú cứa lòng không thể ngọt hơn. Điểm lại cả sự nghiệp của Ibrahimovic thì anh luôn áp dụng võ thuật vào các kỹ năng trên sân cỏ, đặc biệt khi ghi bàn. Tiền đạo người Thụy Điển thường xuyên có những pha làm bàn bằng gót chân, những cú tung chân qua đầu đối thủ hoặc xe đạp chống ngược không ai tưởng tượng nổi.
Bàn thắng này của Rashford có rất nhiều nét tương đồng với pha lập công mẫu mực của Ronaldo vào lưới Dynamo Kiev ở Champions League năm 2007. Khi đó, trước khi CR7 lắc người khéo léo, vừa đánh lừa đối phương, vừa chuyền bóng sang chân phải để dứt điểm tung nóc lưới. Bàn thắng của Rashford cũng xuất phát từ đường kiến tạo của hậu vệ trái Diogo Dalot bên cánh trái. Tiền đạo người Anh xuất sắc như Ronaldo khi lừa qua một hậu vệ của Brighton trước khi dứt điểm vào góc cao chí mạng. Đây là một siêu phẩm của Lionel Messi ghi vào lưới Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa giải 2014-2015 tại Nou Camp. Một bàn thắng tương tự là của Mohamed Salah với động tác ngoặt bóng cực dẻo, trung vệ kinh nghiệm từng chinh chiến ở Serie A, Britos như khúc gỗ đổ kèn xuống sân, cũng có dáng người thấp bé, kỹ thuật điêu luyện và sở hữu kèo trái cực dị. Quả thực không quá nếu người hâm mộ Liverpool kỳ vọng Salah tiệm cận đến đẳng cấp như Messi trong tương lai. Cựu tiền đạo MU Wayne Rooney đã khiến bao trái tim người hâm mộ thổn thức khi lập siêu phẩm bàn thắng từ giữa sân. Một siêu phẩm khác của Luis Suarez năm 2012 cũng không hề khác biệt một chút nào. Từ giữa sân, tiền đạo người Uruguay đã thực hiện một pha rót dầu vào lưới Norwich. Bàn thắng này từng được tờ Daily Mail bình chọn là pha lập công đẹp nhất trong thời gian anh ở Liverpool. Ibrahimovic và CR7 đều là những sát thủ thực sự trên sân cỏ, luôn khiến các cầu thủ đối phương phải cảm thấy e ngại mỗi khi đối đầu. Điểm giống nhau giữa họ là khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt và tạo được nhiều siêu phẩm để đời. So sánh hai tình huống này, ở khoảng cách như nhau, cả hai cầu thủ đều nhanh chân thực hiện cú sút qua người hàng loạt đối thủ, bóng đi với lực căng trước khi găm vào góc trái khung thành. Năm 2017, trong trận gặp Sunderland, dù đã rơi vào thế việt vị, nhưng Henrik Mkhitaryan vẫn tạo ra một siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt trong tư thế bò cạp. Ở trận đấu sau đó ít ngày, Olivier Giroud cũng ghi được một bàn thắng tương tự, đón đường truyền từ Alexis Sanchez, tiền đạo người Pháp ngã người đánh góc như một chú bò cạp, quẩy đuôi đưa bóng vào lưới Crystal Palace. Pha lập công này có phần giống với những gì mà Mkhitaryan làm được. Trong trận Sampdoria thua Roma 1-4 ở mùa giải 2006-2007, Totti bắt vô lê nhanh sau đường truyền dài của đồng đội vào vòng cấm. Mặc dù góc sút không thuận lợi, nhưng vì bất ngờ và lực sút mạnh khiến trái bóng đi với tốc độ cao, thủ môn đã không kịp trở tay trong tình huống này. Đúng 7 năm sau, người đồng nghiệp của Totti cũng thi đấu tại đấu trường Serie A đã có một bản sao hết sức hoàn hảo cho siêu phẩm ngày nào. Cũng góc sút đó, cú vô lê bằng chân trái, thủ môn cũng bay người hệt như vậy, chỉ khác người lập công là Di Natale. Được huấn luyện viên Sosa tung vào ở hiệp 2 trước Inter Milan, Mason Greenwood lập tức đáp lại sự tin tưởng bằng bàn thắng cực kỳ kỹ thuật và đẹp mắt, đón lỏng đường bóng bật ra, chân sút 17 tuổi, dùng động tác khéo léo loại bỏ một hậu vệ, rồi tung cú đá chân trái quyết đoán xé toang màn lưới Handanovic. Một ngày sau trận đấu, fan MU khiến mạng xã hội dậy sóng khi ghép video bàn thắng của Greenwood và Van Persie từng ghi vào lưới West Brom trong quá khứ để mang ra so sánh. Đáng chú ý, từ động tác kéo bóng, di chuyển, vung tay cho đến tình huống ra chân cuối cùng ở Greenwood giống hệt người Anh đang từng khoác áo quỷ đỏ.
Vừa rồi chính là những siêu phẩm bàn thắng trùng hợp đến khó tin trong bóng đá. Bạn ấn tượng với bộ đôi siêu phẩm nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!